Xin chào tất cả các bạn, à, như các bạn đã biết thì Người Trong Môn Nghề là một uh, series podcast, một kênh truyền thông nằm trong hệ thống của SpyRoom và SpyRoom thì là một tập thể chắc là rất nhiều bạn cũng uh, tò mò, không biết là hoạt động như thế nào và có những con người ra sao để giúp các bạn giải đáp những thắc mắc này thì mình sẽ giới thiệu đến cho Người Trong Môn Nghề một series hoàn toàn mới một mini series đó là hậu trường của SpyRoom và với mini series này thì mình sẽ đem đến đây những khách mời là các nhân sự của SpyRoom ở rất nhiều vị trí khác nhau để giúp cho tất cả các quý vị khán giả hiểu được đằng sau bộ máy của động nghệ là những con người như thế nào, có những ước mơ ra sao và những câu chuyện thú vị nào đó khác và không để các bạn chờ lâu nữa thì đây sẽ là tập đầu tiên trong series này cùng đó xem nhé. À, trước khi bắt đầu thì anh giới thiệu bản thân tí đi anh mình là dũng easy hiện đang làm pm tại spiderum thế rồi à chú tình trạng còn gì nữa quan hệ rồi cái gì đấy chú muốn chia sẻ không? biết đâu cơ hội này là cơ hội ở ờ, hiện tại mình chưa có người yêu giới thiệu như nào <laughs> à, em là việt và em đang làm nội dung của Room. à, mình là hòa mình là nhân viên của spiderum vị trí uh, uh, vận hành sàn thương mại điện tử mình là nguyễn vương hiếu hiện tại mình là nhân viên của spy <laughs> em nghĩ là em làm nhiều công việc quá em giới thiệu thế thôi ngắn gọn à, thế thôi tuổi tác à? các thứ thôi lộ hết xin chào mọi người em là méo 24 tuổi người con bắc ninh và làm vị trí uh, content xỉ lại content các loại spy room câu hỏi cho tất cả mọi người ước mơ của em hồi bé là gì thật ra lúc đầu em nghĩ là em không có sau khi nghe các người đi trước <laughs> nhưng mà em có một thời gian suy nghĩ thì em nhận ra ngày xưa em siêu thích chơi tử ừ. và em đã từng nghĩ là mình sẽ chơi tử hết đời Trở thành game thủ hay là <laughs> Không không chỉ chơi điện tử đến hết đời thôi Xong à. rồi nhưng mà mai sau em thấy nó thấy nó phát triển thành một cái ngành game thủ Và em đang nghĩ là mình có thể đạt được đến mức đấy Nhưng mà nhưng mà... để để đạt đến mức đấy thì phải vào top năm phần trăm em em quá em không đủ khả năng để bước vào cái thế giới ấy thế là em chọn một con đường khác nhưng mà tại sao mày ở công ty mày luôn luôn bảo mày top năm phần trăm mà tất cả trò fifa phía <laughs> cái, cái cờ các thứ là à là một bây công... giờ mày lại bảo là không đủ nó là một câu gái vui nó vui có nó à? có cái vui. À, tức là ước mơ thời thường của em là trở thành một một người chơi điện tử. <laughs> một người chơi điện tử. <laughs> Bởi vì ngày xưa cũng chơi điện tử ra được tiền mà bán nick các thứ bán vật phẩm. Here comes the money. Em đã bao giờ thử làm việc đấy chưa? Ờ, rồi và... có có bán được không? Nói chung là thu về không xứng đáng so với công sức bỏ ra. Nhưng mà được chơi đúng không? Được chơi nhưng mà cái được chơi kiểu ừ. vui ừ. sướng. Em muốn làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Okay, okay. nghe <laughs> nghe nghe rất là mâu thuẫn với những cái gì nó thể hiện trên sân ở FC Pyrung. À, anh anh nghĩ đấy nghe rất là đấy thuẫn. là một ước mơ hoang đường đấy nhưng mà OK OK. <laughs> Thơ à. Uh, hồi uh, mẫu giáo mấy cả hồi tiểu học thì anh muốn làm cầu thủ bóng đá. Um, sao nhiều người muốn làm cầu thủ bóng đá nhỉ? Còn có có lý do gì đặc biệt ở chuyện đấy không anh? xong rồi tầm đấy là tầm lớp 3 thì tầm Lớp 4 5 năm thì bắt đầu kiểu mấy thằng con trai bắt đầu mua mấy quả bóng nhựa đá sân trường á, rồi ừ. em vào em đá cung, Xong rồi em đá tiền đạo với là gần như là cứ trận nào ra chơi nào cũng ghi 1 2 bàn gì đấy. Nhưng mà vấn đề là càng lớn ấy thì em lại càng nhận ra là em không phù hợp với cái bộ môn này. Ừ. Vì thứ nhất là vấn đề thể lực, thứ hai là về cái định hướng của gia đình nữa. Anh nghĩ là một từ có thể sử dụng cho em mà dân gọi là các bình luận viên hay gọi là thần đồng không bao giờ lớn. <laughs> chúc em đã đã được vào cùng một hàng ngũ của Jesse Lingard rồi ôi <laughs> nếu mà kiểu không thôi em em không chưa như vậy tất nhiên như là em không được như vậy, gì là gì là được vậy. vậy. <laughs> Và anh chỉ nói thôi <laughs> ờ, cũng không có gì đặc biệt tại vì hồi đấy là anh đi đá bóng rất là nhiều ấy tức là cả đá ở trên trường xong rồi cả đá ở khu phố xong rồi cái hồi lớp 5 là có cái hội khỏe phố đồng ấy ừ. thì anh cũng được tham gia tuyển của trường kinh nhỉ à? ờ đá hay mà <laughs> kinh ấy à, cũng đam mê. Thế bây giờ sao anh lại không đá bóng nữa anh? Anh nhớ là đến hồi cấp 3 đấy thì bắt đầu kiểu cứ lo đi kiểu đi học thêm các thứ suốt để thi đại học ấy. Ừ. Xong rồi hồi đấy thì kiểu mọi người đá thì bắt đầu sang đá những cái sân lớn ấy, kiểu sân ở đại học y các thứ. mà anh đi đá mấy lần anh thấy kiểu bị bạo lực quá nên là anh thôi. Vỡ kính mấy lần, xong ngã mấy lần, khiếp nên thôi. Nhưng không phải là do vấn đề tuổi tác nữa không lúc đấy vẫn trẻ mà <laughs> chú xem sau mấy tầm đấy không? Ok chưa <laughs> tại vì bố em làm trước là làm kiểm toán và khá là thành công nice. thì hồi đấy cũng chỉ nghĩ là lớn lên mình sẽ chọn một cái ngành nghề hơi giống bố về tài chính và kiếm được nhiều tiền đấy à, em chỉ có những cái ước mơ như thế thôi từ trước là cũng không nghĩ đến là mình thích gì hay là mình giỏi về vấn đề gì chưa đặt ra những cái câu hỏi như thế để kiểu nghĩ về ước mơ của bản thân. Vâng, thế thế chỉ nghĩ là kiểu sau này mình sẽ làm một cái nghề gì đấy nhiều tiền thôi. Thế ừ. kiểu vậy. Thực ra anh nghĩ là em chia sẻ thì anh chợt nhớ đến cái vị trí trong quá khứ em là kế toán. Sau một thời gian làm kế toán thì anh anh nghĩ là <laughs> nghề nó không chọn em. <cười> 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 ước mơ đầu đời của em là trở thành họa sĩ. Họa sĩ ừ. ờ, Tại tại sao em lại ước mơ trở thành họa sĩ Hồi đấy thích vẽ thôi Vẽ Hồi rất là nhiều Sau rồi thấy kiểu mình vẽ rồi mọi người nhìn xong cũng kiểu bảo ơi con này vẽ được Thế là ừ. em thích thôi Nhưng mà sau mẹ em bảo là là họa sĩ nghèo lắm con ạ À tức là tóm <laughs> lại là cái định hướng nghề nghiệp của em đã bị chặn lại Vì mẹ em bảo là là họa sĩ nghèo lắm thì là em quyết định chuyển ra cái em khác Em không nhớ là phải mẹ em không Nhưng mà đại khái là mọi người bảo là là họa sĩ thì nghèo Ok. Nó chưa mà... nó một cái định kiến gì đấy từ hồi đấy. À. Thế nên là em kiểu cũng ngật gù thôi. Sau rồi sau đấy lên lớp 3 à. em học tiếng Anh. Em à. thấy môn này hay thế, em thích nó, sau đó em muốn là trở thành một nhà ngoại giao bởi vì em rất thích tiếng Anh. À. Sau đấy thì nó không có một cái gì chặn cả chỉ là em rất tự tin nhưng mà em bị vô tình bị mắc lỗi và em bị đánh rớt từ vòng gửi xe. Thế là, em... thế là em đã không lóc các thứ và đã gạt lại tình yêu đối với anh lại và không đối với tiếng anh đối với tiếng anh, <laughs> đối, với tiếng anh. <laughs> đối với tiếng anh đối với anh trong mặt kép okay. đó thì thì đấy sau đấy, sau đấy thì em thấy em bắt đầu không rõ ràng về ước mơ à. nữa nhưng mà để hai ước mơ đầu đời của em ừ. thế là đầu tiên là ước mơ trở thành họa sĩ yeah. hồi đấy thì em em bắt đầu vẽ từ từ lúc nào? em, em hồi mẫu giáo ạ à? mẫu giáo là vẽ và mọi người khen em vẽ đẹp Vâng, thì kiểu cứ sau cứ đó vẽ. em có đi học vẽ đâu hay là em mặt? không nhưng mà em có một cái rất là tự hào đấy là hồi cấp một toàn được A cộng à vẽ ừ. nhưng mà ừ. sau Vậy đấy bây giờ cậu... em còn vẽ không? bây giờ thi thoảng em vẽ ừ. Ừ. mới gần đây mình mới bắt đầu vẽ để kiểu xả stress các thứ ừ. thì thấy nó vẫn vui nó vẫn là một kiểu kiểu vui đứa không? trẻ con trong mình nó vẫn ở đấy và mình vẫn đang ok, okay về nó nhưng mà khi mà lớn lên ấy, thì em học ngành gì em học quan hệ công chúng ở trường báo em học ở trường đại học hà nội khoa tính nhân lớn lên thì em làm à, em, em học kế toán trường học viện ngân hàng cả khoa đấy thì gọi là viết văn báo chí thì ừ. em học ngành nhánh báo chí của trường đại học văn hóa hà nội viết văn báo chí nhưng mà nó, nó có hai nhánh một ngành nhánh viết văn hai nhánh báo chí à. thì em vào ngành báo chí ở cái câu chuyện để dẫn dắt em đến với cái, cái ngành ừ. nghề đấy hay cái lựa chọn đấy là gì ấy nghĩa là ngày xưa em 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 học rất giỏi toán em siêu giỏi ấy ừ, siêu nhưng mà, giỏi năm phần trăm không em không, <cười> không. <cười> nhưng, mà không. nhưng okay. em được đi thi uh, cấp quận của ấy đấy của tiểu học rồi tiểu học <laughs> về toán <laughs> ok 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 <laughs> đấy, nhưng mà sau đấy sau đấy đến uh, qua năm cấp hai đến năm cấp ba thì gần như là em em vẫn học toán nhưng mà lên cấp ba thì em chán học hành em thích chuyện tử hơn Thế là gần như là cuộc sống của em đi xuống rất nhiều vì chuyện tử học tập các thể xong rồi đến năm lớp 11 tự dưng cô giáo dạy văn của em cho em điểm 8 văn thế em mới tò mò là tại sao mình có điểm 8 thế em bắt đầu em chăm chú hơn vào nó em học nhiều hơn về chữ nghĩa ừ. đến bây giờ vẫn vì vẫn kém bây giờ chắc chắn vẫn kém nhưng mà tự dưng đấy là một cái bước chuyển để em hứng thú hơn hứng thú hơn về con chữ ừ. hứng thú con chữ thì đi vào đâu thì chắc chỉ có hồi đấy trong suy nghĩ của em nó chỉ có báo chí ừ. thế là em em đăng ký vào tất cả những ngành báo chí ở Hà Nội nhưng mà em tách hết và ừ. đỡ được một đại học văn hóa thế em vào đấy thế uh, sau cả một hành trình dài như thế thì em đã tìm ra lý do tại sao em được điểm 8 văn chưa <laughs> em không biết <laughs> bây giờ em không biết em nghĩ là bây giờ hỏi cô giáo cũng cũ của cô giáo không nhớ nhưng mà nó <laughs> ấn tượng với em từ đấy em bị tò mò với em. kiểu cứ đi thôi và nó lại kết thúc có nghĩa là ngày xưa siêu ghét văn chỉ thích học toán Thế bây giờ lại làm việc về con chữ nhiều hơn là ừ. toàn học ừ. kiểu kiểu hỏi ok hồi đại học thì anh học tài chính ngân hàng tài chính ngân hàng em học ở đâu anh học ở đại học bách khoa tài chính ngân hàng học ở bách khoa ừ. ờ. tại sao lại có cái cơ duyên đến với cái ngành đấy à? cũng chả cơ duyên đích Điều hồi đấy biết thì có ai đâu kiểu cái hồi anh thi ấy, thì bố mẹ cứ định hướng là có mấy cái trường lớn thì cứ đăng ký kinh tế quốc dân này xong rồi bách khoa này tớ bố mẹ anh định hướng ờ bố mẹ bảo là đấy cứ trường lớn mà vào cứ trường lớn là vào xong rồi hồi đấy thì kiểu nhà anh là kiểu có nhiều mối quen biết ở trong ngân hàng nên là các cụ bảo là nếu mà à. học liên quan đến ngân hàng thì sao xin việc cho dễ à. thế thì anh anh lại nghĩ là căn bản bình tài chính các thứ mình cũng trả khoái lắm nên là mới đăng ký thử bách khoa bách khoa thì hồi đấy lại đang kiểu thích nhắm xe ô tô các thứ ấy lúc đầu đăng ký vào khoa cực cơ khí động lực xong rồi ừ. vào học thấy chán quá trả hợp thế là thôi anh xin chuyển thì chuyển sang tài chính ngân hàng thì có hợp hơn không anh tất nhiên là cũng không học chán bệnh <laughs> <laughs> thấy chán thật anh nghĩ là ở 12 năm học cấp 3 này 4 năm đại học thì 4 năm đại học là với anh là chán nhất chán được cái tích sự <cười> 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 nhưng mà làm thế nào mà chán thế mà anh cuối cùng anh vẫn hoàn thành được ở ờ, cái đấy nó cũng cũng nhiều câu chuyện đấy cái thứ nhất là lúc đấy anh nợ khá nhiều môn nhé nhưng mà đến cái giai đoạn mà anh học năm cuối ấy, thì nhà trường lại bắt đầu chương trình cải cách mới. À. Thì nhà trường lại loại một số cái môn đại cương, lại tán những môn anh nợ. Thế là anh ra trường. <cười> 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 Chứ không thì anh cũng thức nghiệp vào đâu. <laughs> nhiều môn khó vậy, học được. Tức tóm lại là anh ra trường là nhớ hên. Ờ, hên. Sinh đã mà. bằng trung bình mà. Suýt bằng trung bình. Ừ. Thế thì anh phải bù lại một môn khác rồi đúng không? Không, tức là những cái môn đấy là trường bỏ luôn đấy trùng bỏ luôn thế ờ. tự tự nhiên anh mặc định là qua. Ờ, thế là qua. Mình là ờ, đủ tiến chỉ thế đi đi thôi. Bye bye. Thế mà anh vẫn cuối cùng vẫn trung bình tựa điểm cả môn gas của anh cũng <laughs> cũng toàn D với C mà. Suýt à. trung bình thôi chứ không phải trung bình. À. Ok. Ví dụ như sau khi mà em ra trường ấy thì cái hành trình sự nghiệp công việc của em nó diễn tiến như nào? Thật ra lúc đầu em định lựa chọn Spyro là một nơi thực tập để ừ. hợp với giấy tờ của trường sau đó đấy thì mọi người nhận em là full time luôn ừ. thì em cũng nghĩ là thôi kệ cứ làm luôn một thời gian ừ. rồi bay đi đâu thì bay ừ. chẳng hạn thế Sau tự dưng dịch đến mà thế là không bay được thế là không bay được bay ừ. thì đúng là thằng dở hơi siêu <laughs> 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 đi siêu ngáo thì mới bay thôi à, xong rồi dịch đến kéo dài quá lâu xong rồi em gắn bó với Spyro cũng đến nay năm nay năm thứ ba đấy ừ. xong rồi năm thứ ba đấy à, thì cũng ừ. khá lâu rồi và đến bây giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn em khá thích ở đây trong thời điểm hiện tại em ổn với nó nghe cũng có vẻ khá là giáo trước đón sau trong một pha, pha bay đấy <laughs> em khá thích ở đây trong <laughs> thời điểm <laughs> hiện tại <laughs> nghe kiểu ok <laughs> thì hiện tại mà đúng không <laughs> gì ok ok hồi mới tốt nghiệp thì anh mở một cửa hàng kinh doanh kiểu rau củ quả thịt với cả hải sản ừ. đồ việt gáp với cả đồ organic ấy vâng đấy thì cũng cũng thật ra bảo là không liên quan gì không đúng thì mình cũng lúc làm kinh doanh thì mình cũng phải tính toán số mã một tí nhưng mà những cái đấy tức là hồi đấy thì mình làm đơn thuần là kiểu hộ cá thể mình làm kinh doanh cá nhân thôi vâng nên là nó cũng không dùng đến những cái kiến thức kiểu phân tích tài chính hay là dự báo dòng tiền cái khỉ gì đấy anh cũng không nhớ đâu à. đấy mình chỉ đơn thuần là kiểu hồi đấy anh dùng một cái phần mềm ở trong điện thoại ấy. xong rồi cứ nhập chi tiêu xong rồi tính toán các thứ kiểu tiền ra tiền vàng kiểu đơn giản thôi nên là anh nghĩ là nó cũng chả cần thiết phải học để học. Nhưng mà sau đấy thì anh làm cũng không liên quan gì luôn. Ừ, ở sau đấy, khi, thì sau khi... anh, anh làm cái đấy bốn năm, bốn năm anh bốn năm thì đến năm ở uh, bốn năm thì sau đấy thì anh nghỉ nghỉ thì anh sang úc học một năm. Và lúc anh từ úc về thì lại làm uh, viết lách like. kiểu à. viết lúc đầu là viết content cái thứ marketing ấy. Đấy và sau đấy thì làm sách và đến bây giờ thì vào spider room thì cũng đang gắn bó với công việc làm sách nhưng mà hồi úc là anh học ngành gì? Anh học uh, truyền thông. Truyền thông. Ừ. Tức là tên tiếng Anh của nó là communication, communication for social change. À, for for social social change tức là kiểu thay đổi xã hội ấy. nó thiên à, về okay. kiểu những cái những cái hoạt động mà để tạo ra những cái môi trường sống với cả hoàn cảnh sống tốt hơn cho cái nhóm như kiểu người vô gia cư thứ ấy. Ừ. kiểu đấy. Em hiểu tại sao anh vào spy room rồi. <laughs> trong lúc học đại học thì em làm uh, trợ giảng tiếng anh sau đấy thì um, khi ra trường ấy thì chị thấy làm trợ giảng tốt với cả nhanh nhẹn uh, thế nên là làm luôn vận hành <laughs> uh, lúc đấy là làm vận hành các lớp học của trường uh, của 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 công ty với cả um, phụ trách là ở trường ngôi sao luôn đấy thì em vận hành hết các lớp ở trường ngôi sao của trung tâm tiếng anh Ờ, em em có thể chia sẻ kỹ hơn về cái công việc vận hành sàn tìm sách bây giờ em đang làm. Bên cạnh cái website của bên mình thì có các sàn thương mại điện tử và em sẽ quản lý các sản phẩm của mình trên sàn thương mại điện tử tối ưu lại sàn và cùng team truyền thông lên các cái chương trình khuyến mại để hỗ trợ tăng cái lượng bán của Spyroom lên em đang làm hai cái ở Spyroom. một là liên quan đến quản trị những cái kênh social của spiderum ừ. về cái brand Spyroom nói chung như là fanpage như là uh, instagram ừ. như là group các thứ nói chung là hệ thống của Spyroom còn về mảng youtube thì đặc biệt hơn một xíu đấy là sẽ làm việc cùng mọi người khác để lên một cái kế hoạch lên một cái định hướng rồi uh, nhìn vào chỉ số các thứ để có thể là làm tạo ra những cái nội dung nó thực sự là hiệu quả và hữu ích với mọi người. gọi là quản lý cho một cái hệ thống các kênh social media của cái thương hiệu người trong một nghề này. công việc của em thì sẽ là quản lý các fanpage, các kênh media và sâu hơn đó là câu chuyện về nội dung của youtube ừ. à, và hiện tại em đang cố gắng học tập thêm những những cái như kiểu linh hỏi Invettor không học, học những <laughs> cái như kiểu linh hỏi ừ, là Vector đã nói ấy, là ý à. là về số liệu về à, về số liệu về business của youtube à, có thể ừ. nói ngắn gọn là như vậy ừ. còn kể ra thì nó nhiều á đến sáng mai mất ừ ok công việc của em nghe thì có vẻ cũng quan trọng và không thể thiếu ừ đúng vậy đúng vậy <laughs> đó On quan yeah. trọng và không thể thiếu tức là làm à, bên tập sách thì mọi người thường hiểu đơn thuần là kiểu nhận bản thảo về này, xong rồi đọc rồi soát chính tả. Nhưng mà đối với cả dòng sách của Skylarom thì nó đặc thù hơn một tí, là nó gần như là một dạng kiểu tạp chí lai với sách. Ấy. À. thì à, những cái dòng sách đấy thì bọn anh sẽ phải kiểu ngồi thảo luận tất cả cả team với nhau này ngồi là để xem là mình sẽ chọn làm cuốn sách về chủ đề gì, rồi lên outline chi tiết là sẽ có bao nhiêu chương, mỗi chương bao nhiêu bài. Đúng rồi đối với cả từng cái bài đấy thì mình sẽ cân nhắc là mình có thể tự viết không hay là nếu cảm giác mình không đủ kiến thức thì mình có thể liên hệ với tác giả nào vâng tác giả đấy nếu mà họ viết được thì mình sẽ đặt họ viết còn nếu mà họ kiểu quá bận chẳng hạn thì mình sẽ phỏng vấn phỏng vấn và mình dựa vào thông tin của họ đưa ra để mình lên bài đấy rồi sau đó thì bắt đầu làm việc với cả design để dàn trang minh họa và làm việc với cả nhà xuất bản với giấy phép rồi gửi bên nhà in để in đấy thì sơ bộ nó là kiểu như vậy nghe cũng khá là phức tạp mặc dù là cái đấy em cũng biết nhưng mà em nghe lại anh nói thực ra cũng khá phức tạp ấy quãng thời gian học đại học nó có giúp ích gì cho anh trong cái công việc hiện tại không anh nghĩ là về kiến thức thì không có gì cả nhưng mà về cái mặt tinh thần thì nó giúp kiểu mình đấy tức là mình nghĩ là ngày xưa học chán như thế mà mình còn mẹ cố mà qua được ấy thì bây, giờ đi làm có những lúc cũng chán vắt là cũng, cũng cố được anh anh đang nói chuyện với em đấy Ờ, chẳng là. <laughs> đúng rồi, <cũng> thế mà. <laughs> tại vì uh, em thấy là cái việc học về tài chính uh, à về về kế toán ấy nó uh, cho được là cái nhạy về số liệu mà hiện tại thì mọi thứ liên quan đến phân tích um, số liệu rất là nhiều dữ liệu và số liệu rất là nhiều nó làm em kiểu nhạy, nhạy bén hơn trong việc phân tích. Em thì thật ra để em vào học ở ngành báo chí đấy thì thường thường ở các trường trường báo chí khác ấy nó sẽ chia ra ngánh nhánh nhánh ví dụ như kiểu báo báo giấy ấy ừ. loại báo in báo phát thanh báo truyền hình và báo gì, điện tử ừ đấy, thì nó có bốn cái nhánh đấy thì thường thường mọi người sẽ hay đi theo từng nhánh một kiểu nghĩa là chọn ngánh nào đi theo nhánh đấy ừ. nhưng mà cái khoa em học thì nó cũng là khoa mới xem người ta dạy cả bốn nhánh luôn ừ. ừ thì có nghĩa là tất cả mọi thứ đi về báo chí em biết ở một mức cho là khoảng tầm 20% mươi phần trăm mức hai phần trăm và À, đi đến khi đi làm và áp dụng thì em mới nhận ra là nó chỉ cho mình một cái base cơ bản về uh, media ừ. một cái base cơ bản về media và để phát triển tiếp tục ở một cái ngành nhất định thì mình phải học tập tiếp theo thì nhìn chung thì nó vẫn có một số lợi ích nhất định nhưng mà nếu bà bảo toàn bộ bức tranh học đại học để giúp ích cho em trong công việc sau này thì gần như là không phải. Ừ ừ thế rồi. Thực ra em học quan hệ công chúng nhưng mà cái mà bọn em học chủ yếu ở trường báo thì bọn em sẽ được học chung về truyền thông marketing hay gọi là macom các thứ đó. thì ừ. em sẽ được học tất cả mọi thứ kiểu học về branding học về kiểu có thể là học về cả marketing nói chung mọi thứ một tí content các thứ đúng không có ừ, đúng ừ. thế nên là nói là mạng quan hệ công chúng nhưng mà thực ra là quan hệ công chúng thì mình cũng không biết quá nhiều bù lại thì mình biết một cái bức tranh chung về ngành truyền thông ừ. sau này thì cũng có đi va chạm các thứ làm thử cái này cái kia thì em nhận ra là làm truyền thông thì nó sẽ luôn có những cái nó nó sẽ luôn có những cái chung chung mà mình cần phải biết ừ. thì thì bây giờ cũng em cũng đang làm content cho kênh youtube thì vẫn phải biết những cái mà mình đã phải học kiểu biết là ok mình sẽ cần phải làm content cho ai thì nó sẽ là về khách hàng chân dung khách hàng rồi uh, hiểu những cái insight các thứ thì em thấy là ngành học nó cho mình một cái nền tảng khá là ok để mình biết được là khi mà bây giờ mình vào mình làm những cái này thì mình cần phải lưu ý những cái gì ừ. thì em thấy cũng vẫn có ích với cả những cái nào hàng sáng em đi học thì có một em nhỏ hơn em một tuổi em hỏi là anh thấy bốn năm đại học của anh có cái điều gì nó đáng trân trọng nhất đó thì em nghĩ ở đấy là môi trường và con người ra cái đấy với em nó là một ừ. vì uh, nếu mà mình xét về cái thời đại ấy đi nó là 1.0 hay whatever gì đấy thì kiến thức thông tin nó đầy dậy trên mạng đó. tức là anh không cần phải vào đại học anh cũng anh cũng mới học được tiếng nhật vào xua sure. anh tự học cũng được nhưng mà đâu là cái sự khác biệt giữa việc tự học ở nhà một mình và việc đi học đại học đại học thì đó là việc môi trường và anh sẽ gặp được những con người đấy Thế em tin vào một cái câu đấy là mọi người bảo là mình là cái tổng hợp rất là nhiều con người xung quanh mình ấy. thì em khá may mắn vì vào đại học em gặp những cái con những người bạn tốt những người anh chị có tốt và những thầy cô giáo rất là có tâm cái môi trường hanu lại còn môi trường mở nữa thì em lại có cơ hội được gọi là gặp nhiều người ở cùng tầng số như vậy luôn ừ. thì em nghĩ là đấy đơn cử việc em vào spa room là cũng nhờ cái việc mà em học ở hanu và có gặp những con người kiểu như em và em cảm thấy ở đó cái quan trọng nhất của cái việc học đại học nó đôi khi em nghĩ là giờ nó sẽ không chỉ quan trọng là kiến thức nữa mà quan trọng là mình ở trong một môi trường và mình có thể được uh, hấp thụ những cái tốt nhất của những cái người xung quanh mình tức là bạn chơi với thật nhiều người giỏi thật nhiều người tốt chẳng hạn thì ít nhất là bạn sẽ học được một vài điểm tốt của từ một vài người và từ đấy nó cứ kiểu nó cứ kiểu tích chữ dần trong người bạn từ đấy bạn trở nên tốt lên mỗi ngày ừ, đấy, đấy một câu trả lời rất hay nhưng mà cũng anh cũng có thể hiểu khá là dài dòng uh -huh. anh hiểu là nó không giúp ích gì cho công việc hiện tại của em ở SwipeRoom <laughs> tại vì anh à, hỏi Có giúp ích à, cho công việc hiện tại ở Skyroom à, à em... <laughs> ừ, nhỉ em quên em trả lời quấn quá <laughs> quên thôi so, xin lỗi các bạn nhưng mà ý là thì thì công việc tại SwipeRoom thì không tính ra thì không giúp gì cho em ừ. Bởi vì, nhưng mà ý được cái là cái tư duy đúng không vì cái tư duy em chắc là cái tư duy và cái cái quan kiểu, hệ ừ, tức, là chính, tức là nếu bắt đào sâu hơn thì cái việc em gặp nhiều người thì nó cũng thể là chắc là kiểu em cũng chủ động Ừ. em nghĩ là sự chủ động vì khi mà chủ động thì mình tự tìm tòi học hỏi được nhiều thứ. Ừ. Bây giờ ước mơ của em là gì? Em nghĩ câu này sẽ khó với tất cả mọi người lớn. Tất cả mọi người lớn đều sẽ khó với câu này. Thì hai, hai cái câu em nói thực ra là cùng một nghĩa. Đấy. Em biết. Ừ. Em chỉnh chỉ ngược mà. lại nhau đấy. Em em đang nói thật thì em cũng hơi uh, em cũng đang hơi mất định hướng về ước mơ các thứ ừ. tức là tức là kiểu trước đây thì mình đã có những cái lộ trình học hết lớp 5 thì bây giờ chúng ta đến cấp 2 hết lớp chín ừ. thì lên cấp 3 luôn luôn có những cái đích như thế mà đến lúc đi làm thì thì không có những cái đích vạch ra trước như thế nên là có thể là em đang trong một cái giai đoạn là đang đi tìm cái đích đấy ừ. nhưng mà em cũng hơi 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 định hình được đấy là mình muốn có một cái có một cái hấp gì đấy một cái cộng đồng gì đấy của riêng mình có thể là uh, có thể là mở một cái cửa hàng mà ở đấy bán những cái kiểu Hoa quả uh, đồ không <laughs> dấu chị tâm <cười> <cười> có thể là bán kiểu những cái đồ kiểu sticker những cái đồ kiểu tranh vẽ à. thứ thứ hoặc là có thể là có một cái gian hàng bán đồ thủ công các thứ ừ. thì bởi vì bản thân em luôn luôn có một cái gì đấy từ hồi bé là muốn làm những cái nó hơi bay bay bổng bổng một tí ừ. nhưng mà em nghĩ là với với thời đại truyền thông này thì những cái thế mạnh của mình về truyền thông có thể là giúp ích cho cái cái business đấy nó vận hành được ờ anh cũng chả biết gọn ước mơ không nhưng mà anh nghĩ là một, một việc mà anh muốn làm về sau đây tức là đến mà lúc nào đấy mà kiểu về mặt vật chất mình ổn rồi thì anh nghĩ là anh sẽ muốn kiểu xách cái máy ảnh của mình đi kiểu đi tất cả các nơi ở trên thế giới ừ. ở để anh chụp chụp và anh sẽ cố kiểu tìm cách nào đó để kiểu có thể sinh sống được cùng với dân bản địa một tí ngồi nói chuyện với họ hiểu về cuộc sống của họ chụp cảnh sinh hoạt của họ đấy thì và anh sẽ muốn biết lại những câu chuyện đấy là mình đã đi đâu gặp những ai đã chụp vào những cái gì đấy thì anh cũng chả biết gọi nó là ước mơ được không nhưng mà đấy nó là cái mà anh muốn làm về sau Ước mơ của em đang muốn hướng tới là project manager, à, làm đại gia anh ạ. Em còn khá nhiều ước mơ ấy. OK OK. Khá chia sẻ, chia sẻ. Có lẽ là mấy ước mơ kiểu vợ đẹp con ngoan nhà lầu xe hơi nhiều tiền thì nó cũng gần như là nó sẽ không standard. Như standard. Thật là em em khảo thích là đến một giai đoạn nào đấy em đang dự tính ừ. là khoảng tầm ba mươi đến bốn mươi tuổi thì ừ. em sẽ không làm gì cả. Và em sẽ tận hưởng cuộc sống. Ừ. Sau 40 tuổi thì em lại tiếp tục đấy là dự định thứ nhất à ok đấy là câu chuyện thứ hai là em định năm năm 40 tuổi em định vô địch một tour poker vài trăm ngàn đô gì đấy <cười> <Nghe>. <cười> tức, là, tức là cơ bản là đoạn 35 đến 40 tuổi là em sẽ đi trái hát poker có thể đấy. theo 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 như anh hiểu là như vậy có thể đấy. em cũng tự tin đi top, top poker, em có top năm phần trăm không không có top năm phần trăm chỉ có top an ninh <laughs> 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 top an ninh thì chắc chắn là em chắc là đang ở <laughs> dưới cả mặt <ván> đất mặt <laughs> đất Okay. Đấy xong rồi còn nhưng mà để đạt được những bước mơ đấy thì mình cần phải có mượn tạm lời anh Thái công kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm ừ. và tất nhiên là có một túi Vì tiền đủ sống. Ừ. để có thể đạt được những bước mở đấy. Còn ừ. tất nhiên đấy là ước mơ, còn sự thật như nào thì sẽ phải ứng phó. Không, dù sao 35 đến 40 tuổi thì còn em vẫn khá nhiều thời gian để em tích lũy. Em còn khoảng lũ. 10 năm nữa. 10 năm phải tích lũy. Anh nghĩ là 10 năm nó sẽ thay đổi rất nhiều. Vì anh bây giờ là 32 tuổi, à 31, em 31 tuổi. Thì thực ra mà nói những bước tiến nó đến nó khi nó đến nó sẽ đến khá nhanh à, đấy thì cũng hy vọng là cái đấy cũng là một cái để em có thể yên tâm trong tương lai hy vọng nó sẽ đến còn nó đến hay không thì anh không biết em không biết em không biết mà <laughs> em ước mơ thôi mà ok ok